đây là khách sạn mà mình ở lại 2 ngày vừa rồi nha. Dạ, mình vừa mới check out khách sạn xong, bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng. Vì còn có mấy tiếng nữa là bay rồi, cho nên là mình sẽ đi chơi nhẹ nhàng trong thành phố thôi, chứ không có đi ra rừng leo núi như mấy ngày vừa rồi nữa. Đuối muốn chết. Thành phố của những cầu vồng nha. Em đặc biệt thích ăn bánh mì croissant Starbucks luôn. Khi đi du lịch á, ăn cái này tiện lợi cho bé nha. Ăn buổi sáng thì uống một bình sữa là phê pha rồi. Đây, nhà mình đã tới Washington Park. Hôm nay mình sẽ đi vườn Nhật Japanese Garden of Portland. Giờ mình đi trả tiền gửi xe trước nè. Mình mua vé vào vườn lúc 11:30 cho nên sẽ cho bé Lem chơi ở cái chỗ playground này một chút xíu. Đầu tiên thì mình sẽ tham quan Rose Garden. Đầu tiên là vườn hoa hồng. Rất là nhiều hoa hồng. Rất là nhiều loại hoa hồng đủ các loại màu sắc cũng như kích cỡ nữa. Bạn nào thích tự sướng thì có thể vô đây, cái chỗ này thì không có tốn tiền vé. Bé Lem cũng rất là thích cái chỗ này nữa. Mọi người vô chụp hình cưới rất là đông luôn. Washington Park thì miễn phí, nhưng mà mình phải đi từ rất là sớm thì mới có chỗ để xe. Bữa mình chỉ đi khoảng từ 11 giờ thôi mà không có chỗ để xe, phải quay về đó. Hôm nay mình quyết định vô từ lúc công viên chưa mở cửa luôn á, mà cũng khó lắm mới kiếm được một chỗ để xe. Bây giờ mình sẽ đi vô vườn Nhật. Chỗ này nếu mà mua vé trước mọi người sẽ đỡ phải tốn, mua vé online sẽ đỡ phải tốn thời gian xếp hàng rất là nhiều luôn. Bây giờ là indoor không phải. Cái umami cà phê. Đây là Moon Gate.
Đây là cái gallery trưng bày rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật á, kiểu Nhật, nhưng mà có em bé thì mình không có vô được tại em bé chạy loạn xạ hư đồ, người ta đền chết luôn á. Đó. Vé vô cổng là 19 đồng một người. Slow down. Dưới này có một cái bon là hết rồi nè. Hon. Trong đây khá là mát, rồi có rất là nhiều loại cây bonsai của Nhật. Mình thấy rất là nhiều người mang sách, mang laptop vô đây vừa đọc vừa làm việc, rất là dễ chịu. It's koi. Wow. Fish. Chỗ này giống như cái vườn Nhật ở chỗ Landmark 81 mà có cái công viên Central Park đó. Nó cũng rất là giống, cũng có cái hồ cá koi như vậy luôn nè. Đây đây. Thả đây đây nhiều cá này, thả nữa là mê lắm. Mê fish. Lot of fish. That's a grown of fish. That's a grown of fish. That's a red fish. And... Zen Garden. Người đến đây là để thư giãn, nhưng mà mình cũng khuyến cáo mọi người là khi con còn nhỏ thì không nên đi. Cái này rất là mệt. Vì mấy cái này con nít nó chạy lung tung không có được. Bây giờ cả nhà sẽ đi ăn rồi đó ra sân bay để về vườn Nhật á. Tuổi của bé Lem chưa có đi được, mà trong đó thì có rất là nhiều khu vực mà không có được chạy lung tung. Mình đi hết, nếu mình nghĩ nếu mà đi hết vận tốc khoảng nửa tiếng là đi hết cái vườn đó rồi. Còn nếu mà mọi người thư giãn vô chiêu chiêu chắc một tiếng cái nhìn nó vậy thôi, nhưng nó cũng rất là khá là nhỏ, đi một chút xíu là hết rồi. Cho bạn nào biết để mình muốn đi nha. Bây giờ cả nhà lên đường ra sân bay để trở về Arizona. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo nha.